Xin chào mọi người. Thiếu gia ra tù liền vô địch tập 96. Quân đế, ngày chết của cậu đến rồi. Ô Linh cười chế giễu. Hôm nay không ai có thể cứu được cậu. Vừa nghe vậy, Lý Vũ ngoái lỗ tai khinh thường nói. Rất nhiều người đều từng nói lời này với tôi. Đáng tiếc cuối cùng bọn họ đều chết rồi. Ba người các ông cũng sẽ không phải ngoại lệ. Milo cười lạnh. Quân đế dùng chút võ mồm không có gì hay cả. Ibu gật đầu hùa theo. Không sai, chúng ta so tài xem bản lĩnh thực sự đi. Chỉ dựa vào ba kẻ vớ và vớ vẩn như các người mà muốn đối phó với tôi sao? Lý Vũ cười khinh miệt. Tôi đề nghị các ông vẫn nên đi mua mấy khối đậu hũ đâm đầu và chết đi. Hay là tự sát trước mặt tôi, để không lát nữa rơi vào trong tay tôi. Cái chết với các người mà nói cũng sẽ là một loại hy vọng xa vời đó. Trên người U Linh tỏa ra một ý chí chiến đấu cuồn cuộn, hừ lạnh nói ra. Quân đế, bản đế cho tới bây giờ chưa từng khinh thường cậu. Nếu như chỉ có một mình bản đế, có lẽ thực sự không bắt được cậu. Có điều... Nói đến đây, ông ta vung cái tay hét lên. Hôm nay bản đế bắt tay với Lang Vương, còn có Ibu và Milo trong Bát Vương, và đám người Bethlehem, Asita, Mappy, Duham trong thập tùy tướng. Cho dù quân đế cậu có mạnh hơn, lẽ nào còn có thể thoát thân dưới tay chúng tôi sao? Ồn ào. Lý Vũ khinh thường giơ ngón tay giữa lên. Anh thừa nhận những người trong miệng U Linh nếu bắt tay với nhau thì sẽ là một đội hình không tệ, nhưng cũng chỉ khiến anh hơi coi trọng mấy phần mà thôi. Huống chi U Linh, vừa nãy ông mới nói mấy người, sao mới chỉ có ba người các ông, những người khác đâu rồi? Lý Vũ ra vẻ không hiểu hỏi ra. Vừa nghe vậy, U Linh quay đầu nhìn cũng không nhìn thấy bóng dáng đám người Lang Vương. Ông ta không khỏi nhíu mày. Ibu có vẻ hơi bất mãn. Lang Vương bọn họ đang làm cái quái gì vậy chứ, sao vẫn chưa xuất hiện? Lang Vương đến rồi. Milo vừa nói xong, chỉ thấy hình dáng vạm vỡ của Lang Vương khá dễ thấy, dũng cảm xuyên qua đám đông đi tới bên cạnh mấy người U Linh. Lang Vương, mấy người mắc đi bọn họ đâu? Lông mày nhíu lại của U Linh cũng không giãn ra. Còn mẹ nó. Lang Vương tức giận mắng rồi nói tiếp. Mấy tên kia đây là hàng người ham sống sợ chết. Mắt thấy người U Linh điện các ông liên tục bị đánh cho tháo chạy thì đã lâm trận bỏ chạy rồi. Cái gì? Nghe tin tức này, trên mặt U Linh lập tức xuất hiện vẻ giận dữ. Phải biết mấy người mắc đi bọn họ đều nhập tiền của ông ta, bây giờ vậy mà chạy rồi sao? Ngay cả tiền của U Linh đại đế ông ta cũng dám hắt, không muốn sống được sao? Hay là thế giới ngầm còn phải xem tứ đế, bát vương, thập nhị tướng chính là một trò cười? Milo không nhìn được mỉa mai. Lang Vương khoác tay áo. Đừng để ý tới những kẻ ngốc kia, không có mấy người bọn họ chúng ta cũng có thể bắt được quân đế. Không sai. U Linh vô cùng ngang ngược hét lên. Ông ta cảm thấy mình bắt tay với Lang Vương cũng đủ ăn chắc quân đế, huống chi còn có hai người Milo và Ibo giúp đỡ. Quân đế, hôm nay sẽ để cậu mở mang kiến thức một tí, thực lực người đầu tiên xưng đế ở thế giới ngầm như tôi mạnh đến bao nhiêu. Trong đó nói chuyện, U Linh cởi áo choàng, trên người tỏa ra ý chí chiến đấu mãnh liệt. Lý Vũ kinh thường nói, tôi cảm thấy ông sẽ khiến tôi thất vọng đó. Thất vọng sao? Không tồn tại. U Linh vừa nói xong, chân phải của Lý Vũ đã ra sức đập mạnh xuống đất, chấn đầu phát động tấn công. Đến đúng lúc lắm, U Linh cũng nhờ vậy nhảy vọt lên. Tốc độ hai người vô cùng nhanh, sức mạnh va chạm phát ra cũng vô cùng lớn mạnh. Đi chết đi. Vẻ mặt U Linh cuồng loạn, phát huy sức mạnh toàn thân đến cực hạn. Rác rưởi. Lý Vũ đánh một quyền ra, cảm nhận được một quyền hung mạnh đánh tới, U Linh cảm thấy hơi sợ hãi trong lòng. Nhưng giờ phút này tên đã lên dây, không bắn không được. Ông ta cũng chỉ có thể kiên trì vùng nắm đấm ra, dùng tấn công thay phòng thủ. Nhưng nắm đấm của U Linh lại thất bại. Còn má nó, quân đế mày hèn hạ, lại dám đánh lén bọn tao. Milo và Ibu đều thay đổi sắc mặt. Vốn cho rằng mục tiêu của quân đế sẽ là U Linh, nhưng không ngờ trong chớp mắt anh đã thay đổi đối tượng tấn công. Anh lao về phía hai người bọn họ. Trước tình thế cấp bách, Milo và Ibu vốn không kịp đề phòng, chỉ thấy vung tay đón đỡ. Ầm! Rắc! Hai cánh tay Ibu đang tiến lại gần bị một quyền đánh gãy, cả người bay ngược ra ngoài mười mấy mét. Nhưng mà Lý Vũ vẫn chưa dừng lại, nắm đấm bánh bao lần nữa đánh về phía Milo. Ầm! A! À! Phần bụng Milo trúng một quyền, cả người lộn mấy vòng rồi nặng nề đập xuống đất. Hai người một khắc trước còn hăng hái, giờ phút này giống như hai con chó đất kích, tên này còn thảm hơn tên kia. A! À! Ngay sau đó là tiếng kêu rên của Linh vang lên. Xảy ra chuyện gì chứ? Mặc dù Milo và Ibu bị thương không nhẹ, nhưng còn chưa đủ lấy tính mạng. Tiếng kêu thảm thiết
quỷ khóc sói gào kia của U Linh truyền vào trong tay bọn họ. Lẽ nào nắm đấm của quân đế còn có thể cắt sơn đã ngu, không chỉ tổn thương bọn họ, ngay cả U Linh cũng không tránh khỏi hay sao? Như vậy không có khả năng. Sau khi hai người khiếp sợ thì ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy U Linh ngã sấp mặt trên mặt đất, miệng phun máu tươi. Mà phía trên U Linh, Lang Vương đang từ trên cao nhìn xuống gã. Mặc dù Milo và Ibu không thấy rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng nghĩ đến sợ dĩ U Linh sẽ bị thương, rất có thể sẽ chính là Lang Vương đánh lén từ phía sau. Quả nhiên, U Linh cố đánh đau bò dậy từ dưới đất, lập tức nhanh chóng lùi lại vài chục bước, tức giận không thôi nhìn Lang Vương. Khốn kiếp, ông điên rồi sao? Lang Vương, vì sao ông muốn ra tay với U Linh chứ? Có phải đầu óc ông vô nước rồi không? Milo và Ibu lần lượt mở miệng. Má các anh, Lang Vương tiếc xéo Ibu. Dựa vào câu nói này của anh, đã được ông đây sẽ mổ đầu anh ra, rót mấy lít nước máy vào. Vừa nghe vậy, Ibu run rẩy sợ hãi, vô thức sờ đầu mình. Lang Vương, mẹ nó, ông rốt cuộc ý gì? U Linh lại chất vấn một tiếng. Ý gì sao? Lang Vương để đến bên cạnh Lý Vũ, giơ tay khoác lên vai người kia, dùng hành động thực tế này nói cho mấy người kia biết ý nghĩa của nó. Ông cấu kết với quân đế cho nên phản bội chúng ta sao? Với mặt U Linh đầy nghiêm trọng. Không thể nói như vậy. Lý Vũ khoát tay áo giải thích. Lang Vương người ta vốn đã không mặc chung chiếc quần với các người, cho nên dùng từ phản bội để hình dung không thích hợp. Lang Vương khẽ gật đầu rất tán thành. Ông đây xưa nay khinh thường làm bạn với hạng người cắm bảng giá trên đầu như ông. U Linh tức đến mức mặt mũi xanh mét. Nói như vậy, mấy người bắt đi bọn họ cũng phải là lâm trận bỏ chạy mà lại bị ông lén xử lý rồi sao? Lang Vương cười ha hả, cảm khái nói. Không ngờ đầu óc của ông còn có lúc thông suốt đó. Nghe lời khích lệ này, U Linh chẳng những không cảm thấy vui vẻ, thậm chí càng tức giận hơn. U Linh, chúng ta tính sao đây? Milo thấp giọng dò hỏi. Người U Linh điện vốn bị quân U Minh đánh cho quân lính tan tác, trước mắt lại bởi vì Lang Vương phản bội khiến bản thân bọn họ bị trọng thương. Có thể nói bây giờ bọn họ không hề có phần thắng. Nếu như không phải biết U Linh còn có át chủ bài trên tay, có lẽ gã và Ibu cũng muốn lựa chọn trốn đi. Quân đế, mặc dù bản đế không nghĩ tới tên Lang Vương này sẽ phản bội, nhưng cậu cho rằng như vậy có thể thắng được bản đế sao? U Linh cười lạnh, lập tức nhìn về phía Lang Vương. Lang Vương, đợi lát nữa ông sẽ cảm thấy hối hận vì lựa chọn lúc này của mình. Vừa nghe vậy, Lý Vũ và Lang Vương nhìn nhau để không nhịn được cười phá lên. Lá bài tẩy của ông có phải đồ đặc nhiệm sen hay không? Lang Vương hài hước nhìn về phía đối phương. Lại bị ông đoán được rồi sao? U Linh nhíu chặt lông mày hơn. Lang Vương đã đoán được lá bài tẩy của gã là đồ đặc nhiệm sen. Vậy tại sao còn muốn cấu kết với quân đế chứ? Chắc hẳn quân đế còn có át chủ bài sao? Vừa nghĩ vậy, U Linh lên tinh thần, đồng thời nhấc điều khiển từ xa trong tay. Tòa nhà căn cứ số 0 nháy mắt trao ra hơn trăm bóng người màu lam nhạt, thân thủ mỗi người đều vô cùng nhanh nhẹn. Đây chính là át chủ bài của nước Mỹ, đồ đặc nhiệm sen từng tiêu diệt vua khủng bố Haden. Ngay lúc U Linh cảm thấy mình còn có phần thắng thì một khắc sau đã cười không nổi nữa. Thì thấy người Lam Nha Điện phát động tấn công từ phía sau người U Linh Điện. Nhân lúc này, quân U Minh trực tiếp ngăn cản đội đặc nhiệm sen. Bởi vì tốc độ xông lên của đội đặc nhiệm sen rất nhanh, cho nên quân U Minh đã từ bỏ sử dụng súng ống, hai bên trực tiếp lựa chọn cận chiến. Đây chính là thực lực của quân U Minh. Milo nuốt nước bọt. Nhìn đội viên đội đặc nhiệm sen bị quân U Minh đánh cho không còn sức chống đỡ, bỗng nhiên Ibu có loại cảm giác da đầu tê dại. Trước kia, hắn cũng chỉ từng nghe năng lực tác chiến của quân U Minh cực mạnh, nhưng không ngờ thực lực của đoàn đội nhóm người này còn trên đội đặc nhiệm sen. Tên quân đế này mà đến mức biến thái thì thôi đi, thuộc hạ cũng mạnh đến mức biến thái như vậy sao? Thì bọn họ còn phần thắng sao? Có vẻ như không có. Milo và Ibu thầm liếc nhau, khẽ gật đầu với nhau. Quân đế, chúng tôi bằng lòng nhận thua. Hãy bỏ qua cho chúng tôi cam đoan sau này cũng không dám đối nghịch với anh nữa. Hai người không hẹn cùng lướt qua U Linh đi thẳng về phía Lý Vũ. U Linh thấy một màn này siết chặt nắm đấm, nén giận nói. Milo, Ibu, các anh nhận tiền của bản đế đó. Tôi có thể trả lại tiền cho ông. Milo lạnh như băng đáp lại. Nhưng mà Ibu lại cười lạnh. Nên như có cái gì bất ngờ xảy ra, hôm nay U Linh đại đế sẽ phải chết tại đây. Cho nên chúng tôi không cần trả lại tiền. Hình như ông nói đúng đó. Milo không nhìn được bật cười. Trong đống nói chuyện, hai người đã đi tới trước mặt Lý Vũ. Các người cười cái con khỉ, ông đây có đồng ý bỏ qua cho các người rồi sao? Giọng nói rất lạnh của Lý Vũ vang lên. Sắc mặt Milo và Ibu cùng thay đổi. Theo bọn họ nghĩ, chỉ cần bọn họ bằng lòng phản bội, Lý Vũ vốn không có lý do để từ chối.
Dù sao, thêm một người bạn thì cũng tốt hơn thêm một kẻ địch. Búp búp. Lý Vũ vừa nói xong, không đợi Milo và Ibu kịp phản ứng đã ra tay. Hai nắm đấm đồng thời tung ra, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta không thấy rõ. A à, a. À. Hai người vốn đang bị thương lại càng tổn thương nặng hơn. Cùng đúng lúc này, Lan Vương lại móc ra thanh súng ngắn giảm thanh kia. Lan Vương, đừng đó súng, đùng đùng. Viên đạn vô tình bắn nổ tung đầu Milo và Ibu. Lan Vương nhếch miệng khinh thường giễu cợt. Ông đây kết nhất loài người phản bội. Mắt thấy U Linh hết hy vọng, ông ta không do dự mà quay người chạy về phía căn cứ lớn số 0. Căn cứ bị hủy không sao, toàn bộ thành viên U Linh Điệt bị dịch cũng sao, chỉ cần có thể ông ta sống sót là được. Muốn chạy sao, nằm mơ đi. Đùng đùng. Kỹ thuật bắn của Lan Vương không hề bắn trúng U Linh phát nào. Cậu không đuổi theo sao? Lan Vương nhìn nhớ vẻ khinh thường của Lý Vũ, lập tức cảm thấy mờ mịt. Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc lên. U Linh có thể trở thành vương giả trên đất một phương, vẫn có chỗ hơn người. Lần này nếu như thả ông ta, nông chừng chính là thả hổ về rừng. Yên tâm, ông ta trốn không thoát. Bế mặt Lý Vũ hờ hững. Cùng lúc đó, U Linh phát hiện ra sau lưng không có ai đuổi theo, trong lòng mới khẽ thở phào. Đùng đùng đùng. Một loạt đạn điên cuồng bắn phá về phía ông ta, còn mẹ nó. U Linh may mắn tránh đi, vẫn chưa tỉnh hồn được. Một khắc sau đó, đùng đùng đùng, đùng đùng đùng. Vô số làn đạn từ bốn phương tám hướng phóng tới. U Linh cảm thấy trừ khi mình có thể bay lên trời, nếu không thì chết chắc. Kết quả như ông ta đoán, mỗi viên đạn vô tình bắn vào người ông ta, trong khoảnh khắc đã bị bắn thành cái đĩa. Thời gian ngầm lại có thêm một đế ngã xuống, hơn nữa vẫn là chết trong tay quân đế. Chữ nướng này ngắn ngủi, tiếng này đã lan truyền khắp thế giới ngầm, nhưng âm thanh nghi ngờ quân đế cũng theo đó mà biến mất. Hiện tại hai chữ quân đế đã chiếm trọn ánh mắt của mọi người, không gì sánh nổi. Tại Nhà Trắng, nước Mỹ, một đám nhân vật tay to mặt lớn với elite là người dẫn đầu rất tề tụ đông đủ. Họ bình tĩnh ngồi tại chỗ, nhìn chung ai có mặt mũ mày châu. Kể cả đại tướng năm sao Rooker ngồi ngay chính giữa cũng xa sầm mặt. Kỳ thực U Linh chết hay sống chẳng đánh để bọn họ quan tâm. Điều họ thực sự để ý là đội quân át chủ bài đội đặc nhiệm Sen kia. Là ai đã đề xuất phái đội đặc nhiệm Sen để đối phó với quân đế thế? Là ai thề non hẹn biển rằng có thể dùng quân đế đội tiến sĩ chữ về? Elite chỉ thẳng mũi dùi vào Rooker. Nhóm Jory đồng thời hướng mắt về phía Rooker. Có người đang cười trên nỗi đau của người khác, còn có kẻ cảm thấy đồng cảm. Tôi sẽ giải quyết tốt chuyện này. Chỉ mới một đêm không gặp mà Rooker như già thêm 10 tuổi, lúc nói chuyện cũng yếu xìu, chẳng còn chút tinh thần. Elite cười khẩy. Thứ lỗi, nhưng chuyện này đến nước này rồi, ông định giải quyết kiểu gì nữa đây hả ông Rooker? Tôi nào đó sẽ cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng về chuyện này rồi mà. Rooker nghiêm giọng đáp. Elite lại nhún vai, mỉm cười sâu xa. Ông không cần giải thích với bọn tôi, đi mà giải thích với người bên hai viện đó. Vừa nghe vậy, Rooker cau mày. Một câu chuyện này bị những người có mặt ở đây phản ánh lại với hai viện của Quốc hội, thế thì thiệt hại từ việc đội đặc nhiệm Sen bị tiêu diệt sẽ đổ dồn hết lên đầu ông ta. Tới lúc đó, dù muốn xin về hưu sớm cũng quá xa vời, chỉ còn mỗi con đường xuống đài vì bị bãi nhiễm mà thôi. Rooker hít sâu một hơi, đảo mắt nhìn quanh, sau đó cất cao giọng, hồng hồn hứa hẹn. Đích thân tôi sẽ ra trận tróc nã quân đế, đồng thời ép hắn đưa tướng sĩ chữ trở về. Tới lúc đó, tôi sẽ tự nói lời tạm biệt với hai viện. Mọi người có mặt tại đây đều nhận ra ý khẩn cầu đằng sau câu nói này, nhưng họ cũng rất hiểu cho Rooker. Bởi suy cho cùng thì đãi ngộ khi về hưu sớm vẫn tốt hơn là xuống đài vì bị bãi nhiễm. Chủ tịch Elite vừa nói, Rooker vừa nhìn Elite, dù trong lòng chí hận không thể dẫm đạp đối phương dưới chân, nhưng trên mặt vẫn cố gắng để lộ nụ cười thân thiện. Tôi cảm thấy nếu để ông liên nhiệm chức chủ tịch quốc hội thì người dân sẽ hạnh phúc hơn nhiều, thế nên lá phiếu trong tay tôi nhất định sẽ để dành cho ông. Vừa nghe vậy, hai mắt Elite sáng rực lên, không quên mỉm cười đầy thiện chí với Rooker. Anh cũng biết vài ngày nữa sẽ tới tiến hành bầu cử quốc hội, và lần này trong số những ứng cử viên có không ít đối thủ mạnh. Một khi Rooker thẳng thắn tỏ thái độ sẽ ủng hộ ông ta, về khả năng ông ta được liên nhiệm là rất lớn. Nếu đã được hưởng lợi trong chuyện này, tất nhiên Elite sẽ không đối chọi gay gắt làm gì nữa. Rooker lại hứa hẹn, các vị, lần này tôi tuyệt đối không thất bại đâu. Mọi người im lặng xem như đồng ý. Còn lúc này tại cung điện Buckingham, nước Anh, tin tức quân đế tiêu diệt U Linh đại đế cũng đã truyền đến tai Alex, khiến ông ta hoảng sợ ra mặt. Nhưng không phải ông ta sợ vì chuyện U Linh đại đế bị diệt,
Dù sao ông ta cũng từng lĩnh giáo về thực lực của quân đế và quân U Minh, thường khiến tâm trí ông ta rối bời là việc đội đặc nhiệm Sen bị tiêu diệt kìa. Dĩ nhiên, nếu cả chính đội Lucifer cũng bị đánh tới chẳng còn mảnh giáp nào, thì ông ta cũng chẳng mấy may nghi ngờ chuyện quân đế có đủ thực lực diệt trừ đội đặc nhiệm Sen. Nhưng có thực lực không đồng nghĩa với việc chắc chắn sẽ làm, vì nếu như vậy sẽ tương đương với quân đế hoàn toàn trở mặt với nước Mỹ, và nước Mỹ cũng tuyệt đối không bỏ qua cho hắn. Người ta đây, nếu không vì con gái của mình, có lẽ Alex cũng chẳng dễ dàng buông tha cho quân đế. Sao tên này cứ hở ra là gây chuyện như vậy chứ? Alex tức giận chửi một câu. Nalisa lắc đầu. Chà, không phải là anh ấy thích gây chuyện. Lần này rõ ràng là do đội đặc nhiệm Sen dúng tay vào giúp đỡ U Linh nhưng không thành, bị anh ấy tiêu diệt ngược lại cơ mà. Xét về mặt pháp luật thì hành vi của anh ấy được xem là tự vệ chính đáng đó. Chẳng biết vì đã phát sinh quan hệ với nhau hay không mà trong đầu cô thường xuyên hiện lên bóng dáng của Lý Vũ. Thấy con gái ngày càng mê muội quân đế, Alex thở dài, cảm thấy đầu đau như búa bổ. Ông ta biết cho dù có khuyên cỡ nào đi nữa, đứa con gái này sẽ chẳng chịu buông tay quân đế. Vấn đề là ông ấy thực sự không muốn để một kẻ hay gây rắc rối như vậy trở thành con trẻ của mình. Nadia lại van xin. Cha ơi, chắc chắn bên phía nước Mỹ sẽ trả thù anh ấy cho mà xem, thế nhất định phải nghĩ cách giúp anh ấy. Cha đã tuyên bố thẳng thừng với Elite rồi, ai dám ra tay với quân đế, cha sẽ liều mạng với kẻ đó, con yên tâm đi. Alex trả lời một cách có lệ. Ngờ đâu Dalisa lại ôm lấy cánh tay ông ta, oán giận nói rằng, trước đó họ cùng hứa với cha sẽ không xuống tay với quân đế đó thôi, nhưng kết quả thì sao chứ, vừa quay đầu lại đã lập tức phá đội đặc nhiệm Sen để giúp địch U Linh. Chẳng lẽ nhiều năm trôi qua như vậy rồi mà cha vẫn còn chưa nhìn rõ bản mặt thật của đám người Mỹ hay sao? Sao Alex lại không rõ chứ? Có điều chính ông ta cũng ngờ rằng nước Mỹ sẽ chẳng thèm để mang gì mình tới như vậy. Chà, nên đi ra để đối giọng khuyên nhủ. Còn thấy hay là để anh ấy tới nước mình trốn đi, hả? Alex trợn trừng hai mắt, nhìn dáng vẻ không giống như nói đùa với con gái, vội vàng phẩy tay. Không cần gọi tên kia tới, chờ hắn là công dân nước Hoa Hạ sao? Nghĩ cách đưa hắn về nước Hoa Hạ là được rồi. Quân đế im hơi đằng tiếng mấy năm, vừa ra soát chưa lâu đã hết đắc tội với nước Anh, nước Mỹ, rồi cả Thánh Đình. Nghe đồn cái chết của hai trong ba vị thủ tướng có nhiệm kỳ gần nhất đến Nhật Bản để có liên quan tới hoàng đế. Thử hỏi sao ông ta dám nhận một kẻ gây rắc rối tới vậy về nước mình chứ? Ai hiểu cha bằng con gái? Sanadiza lại không đoán được tâm tư của Alex, chắc là khẽ thở dài. Chà, cha chỉ nhìn thấy một mặt của vấn đề mà thôi. Nếu cha chịu tìm hiểu anh ấy thì sẽ phát hiện ra anh ấy là một nhân tài hiếm có đó. Alex liếc mắt như đang hỏi, hình như con mới quen hắn chưa được bao lâu đúng không? Nadia bật cười. Cha nghĩ kỹ lại xem, U Linh đại đế tập kết vô số cường giả để đối với anh ấy, nhưng cuối cùng anh ấy vẫn bình an vô sự, còn U Linh đại đế lại ngã xuống. Ngoài ra anh ấy còn dám hiên ngang bắt tiến sĩ chữ đi, chẳng thèm để chúng ta và nước Mỹ vào trong mắt. Tất cả những chuyện này thực sự chỉ vì anh ấy có thực lực cường đại thôi sao? Ngay như vậy, Alex hít mắt suy nghĩ. Từ trước đến giờ ông ta nói cho rằng quân đế là kẻ tài cao gan lớn, toàn dựa vào thực lực của bản thân để vượt qua thử thách, nhưng hiện tại khi nhìn ngẫm nghĩ kỹ thì có vẻ không đơn giản như vậy. Đêm đó có lão hòa thượng dùng đồng kích tây để quân đế có thời gian để trộm tài liệu về bom thông minh kiểu mới, nhờ đó mà biết được vị trí tiến sĩ chữ. Kế tiếp hắn lại lẻn vào căn cứ quân sự Bồ Dây Men rồi đặt yên không một tiếng động dẫn tiến sĩ chữ đi. Nhưng sau đó hắn không nôn nóng đương mời rời nước, vì hắn biết bất kể là đường biển, đường bộ hay đường hàng không thì cũng chẳng có đường nào để trốn ra khỏi nước Anh. Thế nên mới gọi chuyên cơ của Thánh Đình tới, âm thầm mang tiến sĩ chữ rồi vào đây. Có thể nói kế hoạch này vô cùng hoàn hảo, như là thiên y vô phùng. Cả lần này nữa, rõ ràng điện U Linh đã tập kết rất nhiều cường giả, bày ra thiên la địa võng, cuối cùng vẫn là đưa tay cho người ta trói. Vậy liệu có phải quân đế đã lập được những chiến công hiển hách này chỉ nhờ vào sức mạnh to lớn của mình thôi không? Câu trả lời là không, vì hắn còn dựa vào cả trí thông minh như quái vật của mình nữa. Thế giới ngầm lại có thêm một đế ngã xuống, hơn nữa vẫn là chết trong tay quân đế. Chỉ nửa ngày ngắn ngủi, tiếng này đã lan khắp thế giới ngầm, nhưng âm thanh nghi ngờ quân đế cũng theo đó mà biến mất. Hiện tại hai chữ quân đế đã khiến trọn ánh mắt của mọi người không gì sánh nổi. Dịch U Linh trước rồi mới tàn sát phá con. Hiện giờ U Linh đã chết, nếu không thể tiêu diệt Lan Vương, nhưng chuyện Na Tra náo hải rút cân trầm thì sao thể bỏ qua cho được.
Sau khi san bằng điện Ulin, quân U Minh là chia thành từng đợt đột nhập vào biên giới nước Anh, rồi lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở thành phố London. Hiện nay, biển Long Thành tàn ác, ngang ngược sẽ bị xóa tên. Tiếp theo lời Lý Vũ nói, Lào Vương là kiểu người thích náo nhiệt, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ màn kịch hay này. Có điều, ngoài miệng thì nói là đến xem trò hay, nhưng thực tế lại kéo ngay một đội binh mã của Định Lăng Nha tới. Sau khi Định Lưu Linh bị tiêu diệt, quân đế tiếp quản khả khá sản nghiệp, tính sơ bộ thì thu về ít nhất cũng phải mấy chục tỷ đô la Mỹ. Có lẽ Điện Long Thần không giàu như Điện U Linh nhưng sẽ không kém quá nhiều. Lam Vương rất hiểu quân đế, chỉ cần ra sức giúp anh rút gân rồng thì sau khi trận chiến kết thúc, nhất định sẽ được cho một chén canh gân rồng đến thử. Tại sân bay quốc tế London, Lý Vũ bước ra khỏi sân bay, Lam Vương cao to lực lưỡng, sóng vai đêm cạnh, thoạt nhìn chẳng khác nào một tên vệ sĩ. Chết! Một chiếc Garado màu lam dừng lại trước mặt hai người, cửa sổ xe hạ xuống, người đẹp ngồi chủ ghế lái gỡ kính râm để lộ ra dung nhan mỹ miều. Người tới là Naliza. Định Lăng Nha vốn nằm trong biên cảnh nước Anh, tuy hiếm khi qua lại với hoàng gia, nhưng cô công chúa nhỏ này vẫn từng có dịp gặp Lan Vương vài lần. Công chúa Naliza, sao cô lại tới đây? Vừa nói, Lan Vương vừa tựa cả hai tay lên bề cửa sổ bên chỗ phó lái, nhếch miệng cười đểu. Hay là cô bỗng nhận ra vô vàn ưu điểm trên người tôi nếu quyết định cho tôi một cơ hội theo đuổi cô, đúng không? Naliza bật cười thành tiếng, trả lời. Lan Vương à, thực ra tôi rất vui lòng cho ông một cơ hội theo đuổi tôi. Điều kiện tiên quyết là ông đừng sợ khi thấy người đàn ông của tôi ghen. Người đàn ông của cô sao? Ai mà nghe đáng sợ vậy chứ? Là một trong tứ đế, không đúng, giờ phải là song đế. Nếu đó chỉ là một người bình thường thì thú thật, chẳng dọa được Lan Vương đâu. Nó không hoa. Chứ cho dù có là con cháu hoàng gia hay người của gia tộc thần bí như Rothschild cũng đừng hòng mơ tới chuyện lên đầu ông ta ngồi. Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt đó, Naliza thốt ra một câu thành ngữ kinh điển của nước Hoa Hạ. Công chúa Naliza, con người tôi không thích hoạt động đầu óc, có đừng chơi mấy trò đố vui này với tôi. Cứ nói thẳng cho tôi biết kẻ đó là ai đi, nhất định tôi sẽ cho hắn nếm thử mùi vị bị đấm vào bao cát như thế nào. Bốp vù âm. Lan Vương còn chưa nói hết câu thì đã bị một cú đấm như trời giáng đánh bay, té sóng xoài ra đất. Mã nó, quần đế, cậu đi rồi sao? Lan Vương đau đến nghiến răng trợn mắt đứng dậy, đã định tiếp tục chất vấn Lý Vũ tại sao lại ra tay đánh mình, thì trong đầu chợt lóe lên tia sáng, hình như đã lờ mờ đoán ra được nguyên nhân. Vãi, đừng nói người đàn ông của công chúa Naliza là... Lan Vương nuốt một ngụm nước bọt, nói hết câu, là cậu đó nhá. Cạch. Cửa xe Garado mở ra, Naliza với chiếc đầm trắng tinh khôi và đôi giày cao gót quyến rũ bước xuống xe, đi tới bên cạnh Lý Vũ, thân mật khoác tay anh, mỉm cười tinh nghịch. Ông đoán đúng rồi đó. Ông đây chưa từng hưởng qua mùi vị bị đấm như bao cát là gì, nhưng có thể cho ông nếm thử. Lý Vũ giữ giữ nắm đấm, như thế tôi không nói đùa đâu. Lam Vương hoảng loạn lùi về phía sau vài bước, phất tay nói ra, ê đừng, có trời mới biết cậu là người đồng của Naliza. Để biết trước thì cho dù có cho tận 10 lá gan, ông ta cũng chẳng dám nói bậy như thế. Cũng mà Lý Vũ không chấp nhận với ông ta, chỉ quay đầu hỏi Naliza, cha bà em tới hả? Thì Naliza vừa cười vừa gật đầu, em có nói lại với ông ấy để đừng tốn công gợi dừng lại chiến đội Lucifer hay không? Lý Vũ lại hỏi. Ngay tại đây Naliza không kìm được mà lườm anh một cái, bực bội nói, cha em đã tuyên bố chiến đội Lucifer đã trở thành lịch sử rồi. Trong trận chiến ở cảng Bujemen, Lý Vũ từng thề rằng nếu chiến đội Lucifer dám cả gan thành lập lại thì anh sẽ lập tức tiến quân tiêu diệt sạch sẽ, tới khi nào trên đời không còn cái tên Lucifer nữa thì thôi. Thực ra Alex cũng chẳng mấy sợ bị anh trả thù đâu, chẳng qua là chiến đội Lucifer đã có vết nhơ là bị người khác tiêu diệt, cho dù gây dừng lại cũng chỉ tổ trở thành trò hề cho thiên hạ, chi bằng để nó ngủ yên còn hơn. Lý Vũ gật đầu hài lòng, lại nói đi, cha em xa em, tới tìm anh làm gì? Nếu Alex biết anh đến nước Anh còn phái cả Naliza tới, chứng tỏ đối phương không hề có địch ý với anh. Nhưng anh lại nghĩ không ra mục đích của con cáo già kia là cái gì. Đừng bảo là muốn làm quen với người con rể này thật đó nha. Naliza bày ra biểu cảm ngoan hiền, ngây thơ nói, cha em bà em tới hỏi anh rằng chừng nào anh tới cưới em. Không nói thì thôi, mà đã mở miệng là sẽ khiến người ta sợ chết khiếp. Lý Vũ tuyệt đối không tin Alex sẽ vì chuyện này mà ta áp lực với anh, bởi chỉ cần IQ của ông ta không phải là số âm, ác sẽ chẳng bao giờ đồng ý gả con gái của mình cho một kẻ nguy hiểm, thích nhảy múa nơi đầu mũi dao như anh. Ngày mai anh sẽ quạt cưới em liền.
Lý Vũ bật cười khanh khách. Anh không đùa đó chứ? Nadia trợn trừng mắt đến lộ biểu cảm không dám tin. Lý Vũ nhún vai đáp lại, là em giỡn trước. Lúc này Nadia mới biết mình bị treo đùa, bèn trợn trắng mắt nhìn Lý Vũ đầy khinh bỉ. Lý Vũ giả vờ như không phát hiện ra, cười khẩy. Muốn nói gì thì nói lẹ đi, một phút quanh trị giá mấy triệu đó, không có thời gian đứng đây lãng phí với em đâu. Cha em cố ý xem tới đây là để chuyển cáo cho anh một tin quan trọng. Nadia thu hồi vẽ đùa cợt, nghiêm giọng nói. Hiệp hội quyền Anh, quân đàn lính đánh thuê Hắc Thủy Hồ, Đá Thiên Đường và Tộc Bất Tử ngấm ngầm hợp tác với nhau đã lập nên một kế hoạch diệt quân. Kế hoạch diệt quân sao?